Tấm vé cuối cùng dự trận chung kết Champions League mùa này sẽ được quyết định trong cuộc đọ sức giữa Lyon với Bayern Munich tại sân Jose Anvalet, Lisbon vào 2 giờ sáng 20. 8. Theo giờ Việt Nam, sau khi hủy diệt Barcelona với tỷ số 8-2, bất kỳ một ai cũng tin rằng Bayern Munich đích thực là ứng viên sáng giá nhất của Champions League mùa này. Chặng đường tiếp theo của họ sẽ là cuộc đọ sức với Lyon ở bán kết mà nếu như không mất cảnh giác dẫn đến việc phạm sai lầm hoặc đánh giá thấp đối thủ như Juventus và Man City, Bayern Munich sẽ trở thành đối thủ của Paris SG thắng RB Leipzig 3-0 trong trận chung kết diễn ra vào ngày 24/8 tại Lisbon. Phải làm những điều đúng trên sân. Trên lý thuyết, Lyon có thể là đối thủ dễ thở hơn so với Man City, nhưng đừng mong đợi Bayern Munich đánh giá thấp đối thủ đến từ League 1 của họ. Bất kỳ đội bóng nào hạ gục Juventus và Man City cũng đều đáng được tôn trọng, và đó chính xác là thông điệp mà huấn luyện viên Hansi Flick sẽ gửi đến đội bóng của mình. Ngay trong giới truyền thông của Đức cũng đã xuất hiện những lời cảnh báo, như trang Bavarian Football.com đưa ra 5 lý do tại sao Bayern nên cảnh giác trước Lyon. Huấn luyện viên Flick nói, tôi hy vọng chúng tôi đã phân tích họ rất tốt. Chúng tôi nhận thức được chất lượng của họ, họ phòng ngự rất tốt và rất chắc chắn với rất nhiều cầu thủ ở phía sau quả bóng và họ chạy rất nhiều. Họ luôn có rất nhiều chất lượng trên hàng công, vì vậy điều quan trọng là chúng tôi phải làm những điều đúng trên sân. Đúng là Bayern Munich cần phải cảnh giác, nhưng vào thời điểm hiện tại, đội bóng của xứ Bavaria đang được xem là một thế lực hầu như không thể ngăn cản như màn vùi dập Barcelona 8-2 của họ. Thậm chí đoàn quân của huấn luyện viên Flick còn làm dấy lên cuộc tranh luận liệu họ có phải là đội bóng tấn công xuất sắc nhất trong lịch sử Champions League hay không. Chớ trêu thay, kỷ lục đó đang nằm trong tay của Barcelona với 45 bàn sau 13 trận đấu, nhưng Bayern đã có 39 bàn chỉ sau 9 trận đấu ở mùa này. Chắc chắn Bayern Munich sẽ dồn ép Lyon ngay từ phút đầu tiên, như Thomas Müller xác định, mọi thứ bắt đầu từ con số 0, với hy vọng sớm kết liễu số phận của trận đấu. Hay nói cách khác, như huấn luyện viên Flick, tất cả chúng tôi đều biết đó là một trận đấu bắt đầu với tỷ số 0-0 và chúng tôi phải chơi 90 phút với cường độ cao như trận gặp Barcelona. Chúng tôi phải có cùng động lực và sự mãnh liệt, và cũng như ở mùa giải năm 2009 đến năm 2010, nhiều khả năng Bayern Munich sẽ vượt qua Lyon để lọt vào trận chung kết. Phải tin vào chính mình. Trong khi đó, so với những gì đã thể hiện ở League 1, Lyon là một con quái vật hoàn toàn khác tại Champions League, và rất nhiều kỳ tích mà họ có được là nhờ vào huấn luyện viên Rudy Garcia. Với một hệ thống rất gắn kết 3-5-2 vốn gần giống với 5-3-2, Lyon có khả năng xen kẽ giữa các giai đoạn chơi pressing tầm cao với phòng ngự sắc sảo. Các cầu thủ của họ gây sức ép ngay từ đầu trận đấu, và khi nhịp độ trận đấu chậm lại, họ buộc đối thủ phạm sai lầm và tận dụng sai lầm đó. Sau đó, họ chuyển sang lối chơi phòng ngự chắc chắn để ngăn chặn bất kỳ cơ hội ghi bàn nào của đối thủ bằng cách bóp nghẹt không gian giữa hàng tiền vệ và hàng công. Sự linh hoạt về chiến thuật đó của huấn luyện viên Garcia đã giúp Lyon lần lượt vượt qua Juventus và Man City, thì tại sao lại không thể có lần thứ ba? Lyon tin rằng họ có thể làm được điều đó, bất chấp việc Bayern Munich vừa hủy diệt Barcelona. Họ đang tận hưởng lợi thế của kẻ chiếu dưới, và khi chỉ phải chịu đựng Bayern Munich trong 90 phút, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Thậm chí, huấn luyện viên Garcia còn dành cả buổi để cho các cầu thủ của mình tập sút 11m, như thể ông cảm nhận là sẽ phải dùng đến phương án này. Huấn luyện viên Garcia nói, chúng tôi biết mình sẽ chơi với ai và những phẩm chất của họ, họ không có điểm yếu, nhưng không có đội bóng nào hoàn hảo cả. Nếu chúng tôi có thể áp đặt lối chơi của mình và làm những gì chúng tôi có thể làm trong việc kiểm soát bóng, với sự kết hợp tốt, chúng tôi cũng có thể đạt được điều gì đó. Nó không chỉ là phòng thủ, chúng tôi phải tin vào chính mình, chúng tôi biết mình có thể gây khó khăn cho đối thủ. Giải pháp để ngăn chặn Bayern Munich là phòng ngự tốt từ cả khía cạnh tinh thần lẫn thể lực. Lyon sẽ không nhìn quá nhiều vào những con số thống kê như khi giáp mặt với Juventus hay Man City, bởi khi trận đấu bắt đầu, phong độ của toàn đội mới là điều được tính đến. Và cũng bởi vì nếu nhìn vào những số liệu thống kê của Bayern Munich thì theo huấn luyện viên Garcia, chúng tôi nên ở lại khách sạn và theo dõi trận đấu từ đó. Tình hình nhân sự Lyon, không có cầu thủ nào dính chấn thương hay phải thụ án treo giò. Bayern Munich không có cầu thủ nào dính chấn thương hay phải thụ án treo giò. Lịch sử đối đầu Lyon và Bayern Munich đã gặp nhau 8 lần ở các cúp châu Âu. Lyon thắng 2 trận, Bayern Munich thắng 4.